Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quy Thành. Và hôm nay chúng ta sẽ làm gì hả? Hôm nay bọn mình đã đăng ký cho Bê Quy Thành làm part time trong một cửa hàng đồ chơi có tên là Mr. Funny. Và mình sẽ phải đi làm bảo vệ hả? Cuộc sống khó khăn quá. Cuộc sống tất nhiên khó khăn, lại còn Tết nữa. Thế nên là các bạn hãy nhớ like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Và cùng xem một ngày Bê Quy Thành làm bảo vệ sẽ như thế nào. Ok. Thấy gì chưa? Em đã đăng ký cho anh một nơi làm vô cùng uy tín luôn. Uy tín á? Sao anh thấy cái biểu tượng, cái nhân vật của cái cửa hàng này trông như quái vật vậy ốc? Không, nó là một món đồ chơi đấy. Một món đồ chơi biểu tượng của cái cửa hàng này luôn. Ok, rồi vào xem là món đồ chơi đấy có gì đẹp lại biểu tượng. Ồ, đây là mình đúng không? Trong vai anh bảo vệ rất hot boy. What the hell? Chào mừng bạn đến với ca làm việc ban đêm đầu tiên tại Toy Shop. Công việc của bạn là bảo vệ, đảm bảo không ai cướp được nơi này. Anh mà bảo vệ à, không ai dám cướp. Đúng. Gặp cướp là cầm súng anh chạy ngay. Tại nó có súng mà các bạn. Bây giờ mình có tay không làm sao đánh được cái thằng có súng á. Quá chuẩn luôn. Nếu bạn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào hãy kiểm tra nó. Và ngoài ra thì hãy chắc chắn để giữ cho power off vì nó có thể gây ra một vài vấn đề. Bây giờ mình hãy đi tuần xung quanh đây để kiểm tra các thứ luôn. Vừa mới làm bảo vệ là có tiếng gõ cửa. Tối rồi có ai mua hàng đâu, đóng cửa rồi mà. Uầy, đây chính là cái con đồ chơi siêu hot đấy đúng không? Đúng rồi, chính là ông Funny á, người ta còn gọi là ông hạnh phúc. Con búp bê này có thể nói và cử động như là một con rối. Quả bóng này, gấu bông. Cái gì đấy, cái gì đấy? Đấy, đây phải tìm tìm đi. Âm thanh đó là gì? Tôi cần tìm hiểu đó là gì. Nhưng tôi sẽ bật. À, mình phải cần bật cái cánh cửa này để mở được nè. Tôi đã được bảo là không được. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nó có thể là một tên trộm ấy. Tên trộm đang gõ cửa đây. Đúng rồi. Mở ra bắt được thằng trộm đấy, ký đầu nó luôn. Rồi. À, nơi này hơi tối, chúng ta có thể sử dụng đèn pin. Ok. Và đèn pin. Đây rồi, chỗ này để mở cửa ấy gì. Rồi đấy. Ui. Nơi này sáng quá luôn. Mình đã bật nguồn rồi các bạn ạ. Ừ. Ui, cái gì đấy? Ấy? Có tiếng gì vậy? Nghe như là nó đến từ cửa hàng. Một tiếng cười. Tiếng cười hi 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 đấy. Ra kiểm tra ngay đi. Nó cười mình là a hi hi đồ ngốc à? Thôi xong rồi. Nó cướp bộ đồ chơi Funny to nhất từ cửa hàng rồi này. Hay là cái con đấy nó tự chạy đi hả? Mày bị điên à? Không, nó là đồ chơi mà. Chắc chắn là có một tên trộm đã lấy đi món đồ chơi đấy rồi. Ui, chết rồi. Bị trừ lương rồi các bạn ạ. À. Nó tự đi sao ấy? Có dấu chân mà. Đúng. Hãy lần theo dấu chân này nhỉ. Cửa hàng này có vẻ bất ổn đâu ạ. Em xin cho anh vào làm việc ở đâu đây? Ui, đi đây. Nó leo lên đây này. Ờ, từ từ mình đi qua khói mới được hả? Đúng rồi, mình đi vào đấy mình chết đấy. Cái khí đấy hơi bị nóng các bạn. Rồi bây giờ mình phải đi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra các bạn ơi. Đi đi, em nghĩ cửa hàng này uy tín mà. Phải uy tín với nhiều người làm. Còn nếu không uy tín thì chẳng ai làm đâu. Cái gì đấy? Sao đang nhảy nó lên bật xuống rồi bỏ nó chết chết queo luôn các bạn ạ. Ê, phải gạt lại đi. Phải nhanh lên. Rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên rồi. Được rồi. Ảo thế đấy các bạn ạ. Rồi, mình phải đi kiểm tra đấy các bạn ơi. Nhanh lên. Xem cái con đồ chơi siêu to khổng lồ nó chạy đi đâu. Đây là cái gì? Cái nút bấm cửa nhưng mà cửa mở rồi. Ôi, chuyện gì đã xảy ra với ánh đèn? Tôi có thể nghe thấy tiếng gì đó ở xa xa. Anh có nghe thấy gì không? Em có nghe thấy gì đâu. Anh có nghe thấy gì đâu. Đi theo bạn này đi. Ừ. Ôi. Nó biến thành quái vật rồi ông ơi. Em lừa anh à. Đồ chơi trở thành quái vật rồi à. Xuân này có không về rồi các bạn ơi. Chạy lên. Chạy lên đâm vào tường. Xuân này không về. Ôi các bạn ơi, bất ổn thật. Nhưng mà mình còn không biết cái lối nào để mà mình đi luôn ấy. Bây giờ đi theo hướng nào? Đi theo hướng. Ôi, hướng sao hướng rồi? Gặp ngay ông này rồi. Sao rồi các bạn ơi? Đừng chạy thế, chạy nhìn đường đi. Đây này, một tên đây này. Được rồi. Thoát thôi. Cố lên Thành ơi. Mày quá thoát được rồi các bạn ơi. Bây giờ sẽ đi tiếp. Đấy, ông ơi em lừa anh làm ở cái cửa hàng đồ chơi lại còn biến thành quái vật nữa. Rồi. Rồi. Rồi đây. Ái da, máy tiền đấy, ôi. Băng truyền. Cẩn thận nó truyền vào trong đấy thì thôi đấy. Không sao, anh đã nhảy quá. Ui, rơi xuống kia phát nghiền nát bét mình luôn các bạn. Đấy rồi, ôi. Kìa kìa, một con đồ chơi to to kìa, thấy chưa? Ui, cái gì đây? Đây có phải là một trò chơi của ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu xanh? Giống như kiểu trò chơi con mực đó hả?
À ờ đúng rồi. Đỏ nè. Ui. Đỏ phát là mình phải đứng lại nha các bạn. Đúng đúng. Chạy 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 chạy. anh tỉnh lắm. Nó bắn ra chết toi luôn á. Rồi. Cái gì đấy? Rõ ràng là anh thắng nó phải tả cho anh đi chứ. Yên tâm, trò này anh chơi thắng luôn. Ừ. Nó có nhịp đấy, giống như cái con trò chơi con mực nó hát là Okonichiwa. What? À, đúng không? Hát thế đúng không? Rồi, thắng rồi các bạn ơi. Rồi chạy đi. Đến đấy, đến đi chân nó chả bắt cho. Ui giời, đẳng cấp vượt laser à? Không chết. Không chết. Rồi ấn nút, ấn nút, ấn nút. Ôi xồi nó lại. Ôi, một cái thang các bạn ơi, nó sẽ đưa mình lên. Đây rồi. Trò chơi vui nhộn. Ôi xếp hình à. Giống như một trò chơi sinh tồn. Tôi sẽ tránh robot khổng lồ bằng cách leo lên những khối. Rồi. Robot khổng lồ đâu? 4, 3. Đến một nơi an toàn đi nhanh lên. 2 giây nữa, an toàn, nơi nào an toàn. Nhìn nó xem nào. Ôi. Ui, nó xô đổ hết kìa các bạn ơi. Mình còn 30 giây để sống sót. 28 giây. Nhảy lên chỗ này cao quá, không nhảy được. Ê, các bạn ơi. Không, không đừng nhảy nữa. Nó xô đổ lên, đấy kia, đấy nó đổ rồi. Ui. Mình cứ đi sau sau cái này này. Nó mất công nó phá các bạn ạ. Thông minh lắm. Này mình cứ đứng sau này các bạn. 5, ơi 4 3 2 1 hết giờ. Ê. Chạy 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 chạy. Ui giời, tưởng thế nào ui. Trò này dễ. Chỗ này lại ui. À một con dốc. Ngoài đời lăn như thế thì còn cái gì. Còn gì là người nữa. Ây da. Đây nhà tù à. Nó thực sự tối ở trong cái kho này nha. Đây sẽ là thời điểm tốt để sử dụng đèn pin. Ok. Ok. À đây là kho các bạn ơi. Kho đồ chơi. Rồi mất điện luôn. Ôi lại là nó. Trời ơi cứu tôi. Trời ơi. Chạy lên 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 lên. Kiểu lắc léo một tí. Nó lắc léo cái gì. Nó đuổi đằng sau đây này. Nhìn nó thập tật cả thập tẫy mà nó còn đi giỏi hơn anh ạ. Đến nơi rồi còn bị bắt. Ai biết chỗ chạy rồi các bạn ạ. Mình sẽ chạy mòn miệng. À, cái gì đây. Chạy mòn miệng. Rồi. Ui giời ơi, may quá thoát được rồi các bạn ơi. Ê, có phải leo lên cầu thang đó. Ờ, có cái cầu thang leo lên. Chuồn. Chuồn đi. Ai à, một chiếc xe nâng các bạn ơi. À, lái xe nâng vượt chướng ngại vật. Tránh ra, bác tổ lái phái đua xe. Rồi xuống lava đấy. Cẳng quá các bạn ạ. Quá nhỉ. Rồi, leo lên cầu thang là đến nơi đấy. Là một phát ăn ngay hả không? Bạn mình kinh rồi. Lên đi. Đây. Chỗ này cao lắm các bạn ơi. Đây này, thoát rồi. Cái trò chơi vui nhộn. Một cái ống màu vàng, tôi tự hỏi nó dẫn đến đâu. Dẫn đến đâu thì phải nhảy vô mới biết. À, nhìn giống Mario á. Bắt đầu đi. À, vượt chướng ngại vật đúng không? Đấy, giống Mario. Wow. Lên. Wow. Ôi không, con kia đuổi đằng sau kìa. Ui, nó to quá các bạn ơi. Ôi ôi. Cái nhảy lên ra nào. Ôi. Mày à, nổ bùm ngay. Đúng rồi, nhảy nó mới bị nổ ấy các bạn. Ôi kìa, cẩn thận này, ngã bây giờ. Ôi sợ đâu ơi. Ôi, màu vàng. Nhảy tuột xuống không? Tuột xuống là chết à? Không, thằng không rồi. Chết. Tôi đang ở đâu? Đây là đâu? Tôi là ai? Còn bao nhiêu cơn ác mộng này nữa? Ai mà biết? Có mũi tên chỉ ra đấy nhưng mà để bắt mình đi lên. Rồi leo thang lên này các bạn. Có một cái đường ống như kiểu ống quạt gió. Chui qua. Ui khó nhỉ. Ui cái gì mà ngoằn ngoèo này. Bình thường thôi được không? Nhảy xuống bên trái. Đi chết. Tí thì đi gặp các cụ. Rồi. Ui. Đã chưa? Ôi, rất nhiều những con đồ chơi nha. Nó có phải là con còn sống không? Nó chỉ là cái món đồ chơi Mr. Funny đúng không? Ờ, nhưng nó sống không anh? Nó chết rồi. Mình dẫm vào con này. Dẫm vào là... Mình mà chả phát nó sống lại các bạn ạ. À. Úp lại là đừng dẫm vào mấy con này.
Đây lên đây, đi lên cầu thang. Trông như chết rồi nhưng mà đậu vào phát là cắn luôn mình. Lại một trò nữa, không vui tí nào. Falling platform. Tôi cần phải tránh các nền tảng rơi. Lên đi. Rồi. Rồi. Ui chết rồi, nó rụng này, anh chết chắc Thành ơi. Thôi xong. Không xong được. Vẫn sống. Ê đi 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 nhanh. Nhanh lên đi đi. Thôi. Ồ mày thế. Thấy không? Đẳng cấp nữa. Vỗ tay. Thoát rồi, lên tàu thoát đúng không? Lên tàu giống như là tàu của cái con Boxy Boo á. Ôi rồi, lên tàu rồi. Bắt đầu đi rồi đấy. Thoát rồi. Sao thoát mà không gặp con chùm nhỉ? Thường thì những trò này sẽ có con chùm ấy các bạn ạ. Ngồi cho chắc không rơi đấy. Ôi thôi. Kỳ vậy? Ôi rồi. Tai nạn tàu hỏa. Nhảy ra đi. Lúc này mình vẫn sống. Vẫn sống các bạn ơi. Ôi cắm đầu đây. Cái gì đây trời? Vẫn sống à? Ôi ôi. Các bạn thấy gì không? Cái đít xe, cái gầm xe nó vẫn còn. Mình vẫn ngồi trên ghế đầu, mình đập xuống đất mà mình không chết ngất. Ui ui. Cứ tưởng lái tàu thoát chứ không các bạn ạ. Rồi. Súng nè. Rồi. Đấy, giờ mình phải gặp con chùm. Rồi xuống đi các bạn ơi. Xuống đi. Đấy, thấy chưa? Mình có sẵn súng rồi, bắn nó. Tuổi. Bắn vào mắt nó xem nó có chết nhanh hơn không. Mình chạm vào tím là mình chết đó. Tuổi. Boss này tên là Boss đen các bạn ạ. Chết đi. Nó lia mắt qua cái phải nhảy lên hiểu chưa? Bắn vào chân thì sao không ạ? Bắn vào chân mới được nhiều, đúng rồi. Mà có mấy cái chân liền kìa. Mình lúc đấy mình toàn bắn vào mặt các bạn ơi. Chúng ta phải bắn vào điểm yếu, nó là cái chân kìa. Rồi mình sắp làm nó rụng một chân rồi đấy. Rụng một chân rồi. Rụng chân đi. Rụng chân là khỏi chạy luôn. Rồi mày chỉ còn 2 chân thôi. Ui lắm chân thế nhở. Chân nhẹ nè. Ui nó lại bắt đầu tung trưởng. Đạn laser què chân luôn. Què chân. Ui ui. Ui tí chết nha. Sắp được rồi. Chạy đi các bạn ơi. Què chân. Rồi đấy. Rồi. Rồi. Tuổi con ngăn con. Mày tuổi gì? Tuổi con ngăn con. Thoát được các bạn ơi. Bù. Nó chỉ còn là mấy cái khớp thôi. Đống sắt vụn. Hiểu không? Thắng rồi, đây rồi các bạn. Yeah, nhận cúp rồi các bạn ơi. Vậy là trong video ngày hôm nay bọn mình đã thoát khỏi cửa hàng đồ chơi của Mr. Funny và Bê Quỳnh Thành đã có một trải nghiệm làm bảo vệ thật là đáng nhớ. Ui rồi, trải nghiệm làm bảo vệ tí thì hy sinh các bạn ạ. Và nếu bạn thích video này hãy nhớ like video, đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo giúp bọn mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ like video, đăng ký kênh nha. Đi thôi, về đâu rồi.